Mặt nạ dưỡng trắng sáng da siêu tốc. Trời ơi, một cái mặt nạ mà làm trắng da siêu tốc trong khoảng 20 phút. Trời ơi, tin được không? Thử mới biết. Cái mặt nạ này nó có 3 cái lớp bọc luôn đó mọi người. Miếng đầu tiên là đắp vùng mồm này. Nhẹ nhàng lấy tay tháo cái mảnh này ra này. Đấy, mặt nạ dạng thạch nha. Nó trong suốt để nỗi mình không nhìn thấy luôn đó mọi người. Tắt cái lớp này ra này. Đắp cái lớp này lên, trời ơi, không nhìn thấy gì luôn. Ok rồi, tháo cái lớp này ra. Giờ sẽ lấy tay chỉnh cho nó đỡ bị lệch. Ui, nó mát mặt lắm luôn ý mọi người. Rất là ôm vào mặt luôn. Để 20 phút rồi tháo ra nha. Ok, hết giờ rồi, giờ gỡ ra nè. Ui, da mặt của tôi nó rất là mát luôn các bác ơi. Nó căng căng nữa. Các bác tua lại đầu vít dùng tôi xem là nó có trắng lên không nha. Còn tôi là tôi thấy mặt nó sáng lên rất là nhiều luôn á. Rất là tuyệt vời luôn.